lần anh nó giống như nó. Đã, ra hình dung đấy là chúng ta tìm cách tái tạo lại y mũ và chúng ta trừ đi y mũ cho nhau. Thế thì e của nó chính là hai này trừ cho nhau. Ok. Nào, thế bây giờ anh tìm giúp tôi xem là công thức tính y mũ là tính như thế nào. Thì ở trong phần chúng ta nhìn thấy ở cái bộ lọc lúc trước, chúng ta nhìn thấy. Đã. Đây, tôi vẽ lại cho anh nhìn thấy. Anh này là tương to là xn này. Ok. Đi xuống đây là một hệ số cộng, à xin lỗi, hệ số nhân, đó là H0. Thế thì đi xuống này có phải đúng là xn nhân H0 không? Đúng không? Tiếp tục anh này trễ ra một nhịp. Thì chỗ này có phải là xn trừ 1 không? Ok. Và đi xuống đây có một hệ số nhân, đó là chính là H1 mũ. Thế thì có phải đi theo hướng này có đúng là x của n trừ 1 nhân H1 không? Ok. Và cuối cùng ta sẽ là cộng dồn lại anh này. Ở đây. Thế thì có phải đúng là nó chính là vector x tô gạch ở hai dải gạch này nhân với H. Đó. Anh này T thì vì nó là vector cột, bây giờ T nó trở thành vector hàng nhân với vector cột thì có phải từng phần tử nó nhân với nhau cộng dồn lại không? Được chưa? Dạ vâng, được rồi ạ. Em cảm ơn ạ. Còn bạn nào có câu hỏi gì khác không? Nếu không có hỏi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Sang phần thứ hai đó là tiếp cận việc loại bỏ tiếng vọng bằng xử lý bộ lọc thích nghi. Được. Thế thì sơ đồ của nó cũng tương tự như trước, nó không có gì khác biệt cả. Được. Chúng ta sẽ hình dung thấy là chúng ta có x, n ở đây. Được. Anh này có hn là cái profile để tạo ra tiếng vọng. Được. Anh này sẽ tạo ra ta là IN. Và chỉ có khác với phần trước thì nó lấy anh này về để làm công việc đó là điều chỉnh cái hệ số bộ lọc này. Thì đây được gọi là bộ lọc thích nghi. Như vậy chú hiểu là bộ lọc thích nghi sẽ là bộ lọc mà có các hệ số sẽ được thực hiện việc thay đổi để theo có thể là tự động cập nhật theo một cái luật nào đó, và cái cập nhật đó để làm nhiệm vụ đó là đạt được hiệu quả. Đó là để, trong trường hợp này của ta đó là cái sự khác biệt giữa tín hiệu này và tín hiệu này là nhỏ nhất. Tất nhiên là bộ lọc thích nghi thì nó không phải chỉ áp dụng tình huống này, sau này chúng thấy nó là một loạt các cái khác nữa, nhưng mà trong tình huống này tức là chúng ta hiểu nó là điều chỉnh cái hệ số bộ lọc sao cho cái sai số của anh này là nhỏ nhất. Được. Ok. Thế thì sơ đồ cụ thể của anh này sẽ như thế nào thì có rất nhiều cách thực thi, trong đó có một cách thực thi đó chính là FIR với bộ lọc dãy chạy, đẹp này gọi là chan
Server printer. Đã, ok. Chữ này hình như tôi viết sai chính tả nhưng thôi. Là chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là bộ lọc của đặc ứng dụng hữu hạn. Thì chúng ta hình dung thế là như này. Chúng ta có x, n ở đây. Đã. Nó sẽ đi qua các khâu trễ. Ok. Và với mỗi anh này thì nó sẽ có một cái hệ số đó là H0 mũ. Đã. Sẽ được thay đổi. Và này cũng sẽ có hệ số đó là H1 mũ được thay đổi. Đã. Và tương tự như vậy. Cho anh này có đã. H của M trừ 1 mũ. Đã. Và anh này cộng dồn lại. Đã. Sau khi cộng dồn lại thì anh này nó sẽ làm công việc là cộng với cái tín hiệu kiện. Anh này trừ, anh này cộng, anh này sẽ là chính là IN. Dạ. Rồi, và cái sai số của anh này, đây chính là E. Thì được lấy trở về đầu vào. Sử dụng nó để làm công việc là, đã, là bộ điều khiển hệ số. Thì đây là cấu trúc đơn giản của bộ lọc thực thi dưới dạng là một cái bộ lọc đáp ứng ứng dụng hữu hạn. Và chúng ta nhìn thấy là nó về mặt cơ bản là bộ lọc có đáp ứng hữu hạn, nhưng mà các hệ số của nó thì được điều khiển, và cái quy luật điều khiển này thì phụ thuộc vào cái sai số ở phía bên này. Okay. Và cũng giống như bộ lọc viên thì nguyên tắc của ta là làm công việc là điều khiển hệ số, tức là thay đổi các hệ số từ H0 cho đến H của M-1 mũ này sao cho cái sai số này là nhỏ nhất. Đây cũng vẫn là nguyên tắc chung của chúng ta trong phần trước và mình thấy. Ok. Thế thì khác với cách tiếp cận của bộ lọc viên là anh này sẽ làm công việc là cải tiến cái bộ lọc viên để sao cho việc tính toán không quá phức tạp. Đã. Hay chúng ta có thể làm công việc đó là tính lọc thay vì là phải thực hiện việc giải trực tiếp cái ma trận nghịch đảo. Thì có rất nhiều cách để thực thi, trong đó chúng ta quan tâm đến một cái kỹ thuật dựa trên gọi là phương pháp cái gọi là đi theo cái đường dốc nhất, đi theo đường dốc nhất của vector gradient. Ok. Thì vector gradient là gì? Chúng ta học trong toán, đã, toán kỹ thuật có gặp lại này. Đã, phần toán nhiều biến chúng ta có gặp lại. Cái phần giải tích 3 hoặc là toán 3 gì đó, đúng không? Ta có phần giải tích hàm nhiều biến, có các cái delta xuôi, delta ngược. Rồi trong lý thuyết trường điện từ chúng ta có rod deep, chúng ta cũng nhìn thấy cái toán tử gradient này. Rồi trong xử lý ảnh chúng ta cũng nhìn thấy cái toán tử gradient này. Ở trong phần bộ lọc tăng cường texture nét của ảnh và phát hiện biên sử dụng đạo hàm. Thế thì anh này có tên tiếng Anh của nó đó là stupid, không phải stupid, stupid. Đã. Descent gradient, viết tắt của nó là SDG. Và chúng ta chú ý nhé, anh này sau này chúng ta học được phần mạng neuron thì nó cũng sẽ lại gặp lại. Đã. Rồi ok, chi tiết của thuật toán này như nào chúng ta để dành trong buổi học lần sau. Chúng ta sẽ dừng buổi học tại đây ạ. Vâng, chào thầy. Chào thầy ạ. Vâng. Chào thầy ạ. Rồi, chào anh.